Kính thưa quý vị, phát hành trailer phim hoạt hình Finding Dory tiếp theo sau nhiều năm đồn đoán, khán giả cuối cùng đã được xem lần đầu tiên một số hình ảnh trong đoạn phim quảng cáo của Finding Dory, bộ phim tiếp theo cuốn phim hoạt hình thắng giải Oscar Finding Nemo, vốn theo dự kiến phát hành vào tháng 11 này, nhưng hiện thời sẽ được công chiếu vào tháng 6 năm 2016. Trong số những tên tuổi chuyển âm lần này gồm có Idris Elba, Dominic West, Diana Keaton, Diane Keaton và Ellen DeGeneres, người một lần nữa lồng tiếng cho cá Dory. Andrew Stanton, người chuyển âm cho cá Dory, chia sẻ công việc đạo diễn với Angus MacLane. Từ một bản phim Swanton, đồng soạn thảo với Victoria Stroud, Finding Dory sẽ lấy bối cảnh dọc theo bờ biển của California và khoảng một năm sau Nemo và tập trung vào Dory, cô cá đản trí và thích tán gẫu chuyển âm bởi diễn viên hài Ellen DeGeneres. Những tin đồn về một tập phim tiếp theo Finding Nemo đã nổi lên kể từ khi phim này trở thành bộ phim hoạt hình, đạt được một doanh thu khổng lồ, thu về khoảng 922 triệu Mỹ Kim trên toàn thế giới, nằm ở hàng thứ tư trong số những phim hoạt hình theo tài liệu từ trang mạng boxofficemojo.com. Finding Nemo đã thắng giải phim hoạt hình hay nhất của Hàn Lâm Viện vào năm 2002 và cũng được đề cử thêm 3 giải Oscar. Something important? What? Something about a clam or... No. No, an oyster? No. Mollusk? No. Something? No. I don't... No? No clam. No was sailing.